Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một vòng tròn ma thuật và mình móc vòng tròn xoắn ốc trong trong móc thú vòng. Trước tiên ở đây mình dùng len Mew Cotton loại 1. Mew Cotton mình sử dụng kim móc tulip 2.5 mm, hay còn hay là cái số kim nó là số 4. Trước tiên mình để sợi qua ngón trỏ. Các bạn chú ý nha, vòng hai vòng qua ngón trỏ, cái tay giữ len, khi móc luồn qua hai sợi đầu và kéo sợi thứ ba qua, lấy sợi lên như thế này, rút lên. Tay giữ thế này, móc mũi móc đơn, móc 6 mũi đơn nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kéo dài sợi quay ra khỏi tuột. Sau đó các bạn thấy có hai sợi thế này, mình cầm cái sợi ngay chỗ đầu sợi này, cùng với cái đầu sợi này kéo cho chặt, cho khít cái lỗ này. Cầm cái đầu sợi kéo tiếp, sau đó móc vào, đưa kim qua cái chân mũi đầu tiên, lấy sợi lên, kết thúc vòng thứ nhất. Vòng thứ hai mình móc vòng móc đơn, mình móc liên tục như vậy, móc đơn liên tục như vậy, liên tục, chứ không có kết thúc hàng như là mọi khi là kết thúc hàng là mình dùng cái mũi trượt như thế này, đúng không? Thì sẽ tạo cái đường gân này, khi mà cứ kết thúc mỗi hàng thì sẽ tạo cái đường gân như thế này thì sẽ không có đẹp, và mình phải lên thêm một bến nữa để cho nó đều. Nhưng mà mình không làm như vậy mà mình móc thành vòng tròn xoắn ốc, móc liên tục mũi đơn không dừng. Đây. Đây. Mũi đầu tiên đánh dấu nha, móc hai mũi đơn vào một chân, hàng thứ hai, các bạn móc vừa tay, tức là vừa đủ chặt theo cái kim móc để cho cái mũi không bị hở, cái lỗ nó không có quá bự thì nhìn nó đẹp. Mũi cuối cùng của hàng thứ hai, đến kết thúc vòng thứ hai đến vòng thứ ba, vòng thứ ba mình móc một mũi đơn, chân thứ nhất, chân thứ hai mình móc hai mũi đơn và một chân, móc được 3 mũi, đánh dấu nha, đánh dấu vào mũi đầu tiên của hàng, 1,
mũi cuối cùng. Bây giờ mình sẽ đến vòng thứ ba. Vòng thứ ba mình hướng dẫn các bạn móc tẩy mũi lên nha. Vòng thứ ba là cứ hai mũi đơn và một mũi tăng, nhưng mà mình không móc như vậy, mình sẽ móc một mũi đơn trên mũi đầu tiên của hàng, đánh dấu vào, đánh dấu cho khỏi lộn, tại vì bạn xem này, vòng xoắn ốc này, đây, bắt đầu từ đây đi vòng tròn, chứ không có kết thúc của hàng. Một mũi đơn, vòng thứ ba mình móc một mũi đơn, hai mũi đơn trung chân và một mũi đơn. Một mũi đơn, hai mũi đơn chung một chân. Mình tính như thế này cho dễ nhớ. Sau khi móc xong hai mũi đơn chung một chân thì mình sẽ móc hai mũi đơn vào hai chân mũi. Mũi thứ ba là móc hai mũi đơn chung một chân. Cứ như thế cho đến kết thúc hàng. 1 2 1 2 1 2 mũi đơn. Hai mũi đơn chung chân. Hai mũi đơn. Mũi đơn trong chân. Và mũi cuối cùng là một mũi đơn. Kéo sợi lên. Bắt đầu hàng thứ tư. Hàng thứ tư các bạn móc 3 mũi đơn và 2 mũi chung một chân. 1 2 3 1 2 1 2 3 mũi đơn, 2 mũi chung một chân. 1 2 3 và 2 mũi đơn chung một chân. Mình móc tản mũi như vậy thì cái vòng tròn nó sẽ đều hơn, nó không có bị gấp khúc thế này. Mình thấy không, mũi tăng nó ở đây, hàng sau mũi tăng nó ở bên này, thì nó sẽ không có bị một cái đường tăng mũi, nhìn nó không được đẹp mắt cho lắm, không có đều. Mình móc cho các bạn đến kết thúc hàng thứ tư nha. Hai mũi lên trong chân. 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 Kết thúc hàng. Mình đã hướng dẫn xong cho các bạn vòng làm vòng tròn ma thuật và cái vòng tròn xoắn ốc. Các bạn chú ý là vòng tròn xoắn ốc là nếu mà lên hàng thứ năm nữa, lên hàng nữa thì bốn mũi đơn, bốn mũi đơn và bốn chân mũi và hai mũi đơn chung một chân, tức là bốn mũi đơn và một mũi tăng. Khi đó các bạn chia ra bốn mũi đơn là chia ra hai mũi đơn, xong rồi làm một mũi tăng và hai mũi đơn. Cứ như thế cho đến hết dòng, và dòng sau thì cứ dòng, nếu mà mũi đơn nó là số chẵn thì các bạn chia ra làm chia đều ra rồi cho cái mũi tăng ở giữa. Còn nếu mà cái mũi đơn mà nó lẻ thì các bạn móc luôn mũi đơn rồi mũi tăng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.